duyên nào khiến cho hai người với hai ngành nghề hoàn toàn không liên quan gì đến nhau lại gặp gỡ được nhau như vậy ạ? Cái này thì lúc gặp nhau còn trẻ mà, xanh và non mà. Xanh và non. 19, 20 tuổi. Wow. Thì tính đến thời điểm này thì anh chị đã gắn bó với nhau được bao nhiêu năm ạ? Mình yêu nhau được 5 năm và kết hôn được 15 năm. Xong rồi năm thứ 16. Ui, tính ra là được 20 năm. 21 năm rồi đấy. 21 năm. Đây là tình đầu. Wow. Đấy là bạn Thanh Mai chúc mừng. Còn... đây là tình đầu của chị, còn chị có phải tình đầu của anh không ạ? Hẳn là biết là không rồi. Thì không phải trả lời mà là biết là không rồi. Ăn thì cần rất nhiều tình đầu anh. Chính xác. Tình nào cũng như tình đầu. Cơ duyên gì đã khiến hai người gặp nhau? Nó rất là một cái câu chuyện, nó rất là dài mà. Tức là mình là một cái nhóm 5 bạn trai đi chơi với ba bạn gái mới quen. Mình chỉ là mang tính là đi quan sát thôi. Ok. Mình giới thiệu là cho một bạn khác. Bạn đấy không đến được thì là lại có một người khác tiếp cận. Sau rồi đi chơi được nửa đường thì lại có điện thoại về nhà, thế là mình mới đến được. Wow. Là, thế là các đối thủ của anh là tự động rơi rụng dần. Thế mà không cần phải làm gì tự nhiên. Không phải làm gì. Thật ra thì mình rất là bất ngờ vì mình không nghĩ là mình được đi giới thiệu đâu. Chỉ là bạn chị họ bảo là hôm nay mình có muốn đi chơi không. Thì ở nhà rảnh thì bảo thì đi chơi. Nhưng mà không biết là những người đấy là có mục đích là giới thiệu. Wow. Thế là cũng rất là bất ngờ thôi. Thế thì ấn tượng đầu tiên từ phía chị đối với anh ấy là như thế nào? Thực ra là 19 tuổi nhưng mà mình chưa có khái niệm gì muốn yêu một ai đấy đâu. Tính vẫn hơi bị trẻ con, đi chơi chỉ là để đi chơi cho vui thôi và không để ý mặt các anh chàng đấy, trông thậm chí đến bây giờ không nhớ được cái người mà anh bảo là giữa đường đi về là trông mặt mũi như thế nào đó. Điều gì đã khiến anh gọi là còn cảm tình với chị? Vợ mình thì có một cái ấn tượng rất đặc biệt. Mình vẫn nhớ là hôm đấy là đi một là đôi guốc bằng cái quần bò màu xanh, một cái áo len cổ lọ. Ui. Cũng màu xanh dương. 21 năm mà vẫn tóc nhớ rất thì rõ. Rất là dài, đen lắm, dày lắm, rất là đẹp. Mặt thì cái nét nhìn mình rất là chảnh, rất là khó chịu. Là mình nhìn là mình đã thích ngay từ lúc đó rồi. Buổi gặp đầu tiên có để lại cho chị ấn tượng gì nhiều về anh không? Có hai cái ấn tượng không thể quên được. Một là mời em lên xe. Rất kiểu formal. Cái ấn tượng thứ hai là một lúc sau là đi không thấy đội bạn đâu cả, chỉ thấy mỗi hai đứa đi tách riêng. Không hiểu ông này hồng ý chở mình đi kiểu gì, mình quay lại còn không thấy bà chị họ đâu nữa. Anh ơi, em hỏi thật là hồi đấy anh bị lạc thật hay là anh cố tình lạc? Tất nhiên là mình phải có bài của mình. Có bài, tất cả đều có tính toán hết. Sau đấy thì là mọi người không biết ngày xưa nó có một cái quán đi mát Hai Bà Trưng rất là nổi tiếng. Bây giờ thì không còn nữa rồi. Thì mời vào đấy uống trà. Thì thật ra là mình rất là sống tính, ham ăn với cả ham chơi. Nên là khi mà vào cái thì ngoài gọi nước ra anh gọi lúc 5 gói thịt bò khô, thế là thôi, kết anh luôn. Nên là vì đồ ăn. Mình thì không quan tâm đến giá cả. Nhưng mình chỉ biết là gọi cách hào phóng như thế, mình ghét đàn ông kibo. Nên là nếu mà như thế là mình đã thấy là cái tính phóng khoáng rồi. Nên là không kibo đấy là một điểm để duyệt rồi. Anh ấy đã chơi một cái bài rất là khôn khéo này, rất là tính toán này và chị đã một phát ăn ngay. Vậy thì ai là người tỏ tình đầu tiên? Có phải là hôm đó là đã tỏ tình luôn không? Tình yêu của mình thì mình quen từ ngày 6 tháng 10. Vâng. Và bắt đầu kết đôi là ngày 16 tháng 11. 16. Sau hơn 1 tháng. Sao anh nhớ rõ thế nhỉ? Mình nhớ rất là rõ nhưng mà nó khó một cái như này. Nghĩa là lúc đó thì cái cậu bạn của mình mà quen với cả cái cô kia thì đã vừa chia tay. Mà ngày xưa hay nói nó rất là khó. Không Facebook, không Zalo, không có Yahoo gì cả. Chỉ có mỗi người đi thoại bàn thôi. Mà để gọi để mà đặt được những cuộc hẹn đi chơi là thứ tư hàng tuần. Cái thứ tư hàng tuần mình nhớ giai đoạn đó cứ thứ tư là mưa, cứ gội đầu chuẩn bị quần áo rất là sạch sẽ chuẩn bị đi chơi thì thứ tư là mưa, một tuần mưa là chỉ hoặc hôm đấy là đầu tiên. Tuần sau đó đến thứ tư mưa, sau nữa thứ tư mưa, sau nữa đến thứ tư không mưa, sướng đến nó bảo chia tay rồi. Ôi trời ơi, tức là chia tay cái cầu nối duy nhất của mình. Wow. Mình không biết làm thế nào để mà lúc ấy mình rất là thích rồi. Để một cái buổi đi chơi như vậy thì mình rất là thích nhưng mình rất muốn gặp nhưng mình không biết làm cách nào để gặp. Cuối cùng cái thằng bạn đó nó đòi hỏi rất là nhiều thứ của mình mới lấy được cái số điện thoại của cái bà mối đấy. Tức là anh chị gặp nhau và sau đó suốt một tháng trời là không có cơ hội để gần gặp một nhau tháng, một lần nữa. Gần một tháng là không thể gặp nhau được. Cô này thì cho là thơ thôi. Quên luôn rồi. Xong rồi bị ăn xong cái thịt bò khô xong uống cốc trà chỉ cảm động lúc đấy thôi. Xong về là quên rồi. Ôi giời ơi. Sau khi đã xin được số điện thoại rồi, chắc chắn là đấy là những dòng số quý giá nhất cuộc đời anh lúc đó. Thế thì em rất muốn biết là anh đã lên chiến lược như thế nào? Sau khi gọi một cuộc điện thoại định mệnh thì
sắp xếp một cuộc hẹn. Thì lát sau thì nghe cuộc điện thoại của anh này, thế là bác bảo thế bảo phải đi chơi nghĩ một lúc, ok đồng ý. Cái khóa trị từ bạn bè mới quen cho đến khi bạn đào nhận lời yêu thì nó diễn ra như thế nào? Nó có khá nhiều kỷ niệm mà mình vẫn nhớ rất là rõ. Ngay sau cái buổi tối đi chơi đấy thì là vợ mình nói một câu là anh ơi em muốn lên hồ. Ngày xưa đi chơi hồ là Hồ Tây, mình trong đầu nghĩ là Hồ Hoàn Kiếm. Mới vào quán cà phê cho hoàn thành mình vẫn nhớ. Hôm đấy thì mẹ ngày xưa thì chiều lắm, mỗi lần khoe là hôm nay con có người yêu đi chơi người yêu đấy. Mà cho tờ trâu xanh 50.000 ngày xưa. Là ung dung vào quán cà phê 3.500 gốc cà phê. Mình tính ở trong đầu là cô này đi mới đi chơi kiểu gì cũng cam vắt không đường không đá 20.000 dư sức qua cầu thì được riêng thoải mái. Thế là vào đang ngồi thì có một cái bạn mặc áo dài, mình nhìn thấy từ ngoài cửa mình cay rồi, nó phải chị, tại vì vợ mình ngồi đối diện với mình. Bà đi từ sau lưng vào, anh ơi anh mua tặng chị bó hoa. Mà phải để cô mua là không được. Chắc chắn là phải mua. Cho anh một bó đẹp nhất. Nó rút từ 50.000 duy nhất ra, được trả lại có 20.000. 30.000 một bó hoa. Đúng rồi. Mình nhớ là chỉ được trả lại, nghĩa là cái tiền trong túi của mình còn không đủ để chi trả cái bữa đồ uống cho. Nhưng mà chắc chắn là mình phải rút, mình không rút là mình lại vụt mất một lần nữa. Xong rồi phải để người yêu ngồi lại trên đấy một chút đi vệ sinh rồi xuống. Ngày xưa thì nó không có điện thoại di động như bây giờ. Xuống quầy lễ tân rồi gọi cầu cứu. Bạn nó đến xong rồi nhìn thấy nó ngồi trên tầng 2 nhìn xuống, nó đang đến ở sân là ok anh đã đi vệ sinh lần nữa. Lúc đó mới yên tâm. Rất là nguy hiểm. Có ai nhận ra điều đấy không? Anh thấy còn những buổi sau thì có gặp những cái tình huống khó xử như thế không? Nhiều lắm em. Số lắc sợ không đủ. Thế bao nhiêu tình huống khó xử như thế thì mới đến đoạn là anh chốt là tôi sẽ tỏ tình với cô gái này? Chuyện của mình phải có sự chuẩn bị rất là công phu. Ngày xưa là nó có cái dịch vụ là chèo thuyền Hồ Tây, rủ bạn gái đi chèo thuyền. Thế xong ra đến thật xa, đến cái phao giới hạn ngoài cùng ấy, bảo là bây giờ là mình bắt đầu tỏ tình, là đấy là anh yêu em ấy, nhưng mà ngay bây giờ em phải trả lời anh. Không trả lời là cho solo. Và không trả lời cũng được. Nếu không trả lời anh vứt hai cái máy chèo xuống. Không, anh vứt hai máy chèo xuống. Vứt hai máy chèo thì vứt em. Em trả lời có cũng được và không cũng được. Đại loại là muốn dứt khoát. Ngày hôm đấy thì cú chốt nó thế nào anh? Vợ anh nói là không. Ôi em sợ quá. Trái tim anh lúc đấy bị tan vỡ không? Có chứ. Rất là hay, tại vì sau khi mà lên bờ, ngồi trên xe, đèo đi thì tự nhiên lại được ôm. Tâm lý của chị phức tạp quá. Trên đấy là phải giải thích của em cái. Thật ra thì lúc đấy thì chưa độ hẳn, mình muốn kéo dài khoảng thời gian này thêm một thời gian nữa thì mình sẽ nhận lời yêu. Thế nhưng mà mình cũng cảm thấy đây là một người tốt, nếu mà mình từ chối như anh đi mất hẳn thì sao thì lại cũng tiếc. Thế là cho một tín hiệu nhẹ nhàng, không nói hẳn là em yêu anh, tại vì mình không muốn nói cái từ đấy ra. Dạ em chị ạ. Dạ. Là một buổi cách của bạn Nguyên Hòa để coi là cách chị nói chuyện cái thể hiện như thế nào á. Thì bây giờ câu chuyện của mình á thì mình sẽ tự chủ động giúp em ha. Rồi bây giờ chị giúp cho em giới thiệu giúp em về cái họ tên, tên tuổi, quê quán của mình với. Dạ em chào chương trình, thì em tên là Nguyễn Thị Như, hiện tại thì em đang công tác tại Hồ Chí Minh, thì em là người Quảng Nam. Em sinh 28 tháng 5 1989. Dạ. 1989 hả chị? Dạ, 89 ạ. Rồi chị làm nghề nghiệp gì? Em là dược sĩ ạ. Hiện tại thì em đang làm nhân viên ở công ty dược thôi. Dạ, rồi. Mình có tài lẻ nào không chị? Ca hát hoặc là nhảy đầm gì đó. Dạ không. Em không tài lẻ gì hết. Không có tài lẻ, dạ. Ồ, rồi. Vậy thì chị cho em biết về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Em nghĩ là điểm yếu của em chính là không có những cái tài lẻ đó. Còn điểm mạnh thì ngoài thì về nấu ăn thì em vẫn có thể nấu ăn được. Rồi kiểu em sẽ là kiểu tiếp người của phụ nữ gia đình á. Tiếp người phụ nữ của gia đình. Vậy thì chị cho em hỏi xíu nữa ha.
Nếu như vậy thì những người đàn ông khác họ sẽ rất là những người phụ nữ của gia đình, thì chị đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Thật ra về mối tình chính thức thì em chỉ có một mối tình, chia tay ở đây cũng đến bây giờ cũng khá lâu rồi. Thì mình đã kết hôn chưa chị? Dạ chưa, em vẫn còn độc thân ạ. Dạ. Là mối tình chính thức trước giờ chỉ là một mối tình, thì mình quen nhau được bao lâu? 5 năm ạ, mối tình đó em quen 5 năm, gần 5 năm. Rồi quen 5 năm cũng dài đó. Thì dạ. Sao tự nhiên mình lại chia tay vậy chị? Cho mình không tiến tới hôn nhân. Có cái giai đoạn đó có thể là nhiều cái bất đồng với lại bạn bạn đó sẽ lúc đầu thì ở chung thành phố nhưng mà sau đó bạn ở xa thì không có thống nhất được việc, lúc đó cũng còn trẻ nên là cũng chưa 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 có nhiều cái điều kiện để có thể đi tới hôn nhân. Rồi gia đình có nói gì về về vấn đề đó không chị? Ý là hỏi xong quen nhau 5 năm rồi sao hai đứa không gì đi, hoặc là có hỏi về sao mà chưa lấy chồng không? Thì cũng là một cái áp lực hiện tại nên là em mới đăng ký tham gia đó. Dạ. Nhưng mà ý là chẳng lẽ gia đình không giới thiệu cho chị một người nào ở xung quanh mình hả hay sao? Cũng có được là mai mối vậy đó, nhưng mà mình cảm thấy không phù hợp, hoặc là cũng em cũng có tham gia những cái chương trình, những cái app hẹn hò như là Tinder hoặc là Facebook thì cũng gặp nhưng mà vẫn chưa tìm thấy người mà mình cảm thấy có thể gắn kết lâu dài. Dạ. Vậy thì chị cho em biết cái sự phù không phù hợp của chị là cái gì để em biết em kiếm bạn trai cho chị nè. Em nghĩ thì cũng hy vọng là sẽ tìm có một cái người có thể kiểu hướng về gia đình một chút á, em thích kiểu vậy. Nhưng mà sao ta, nhiều khi mình chỉ tiếp xúc mà mình không có cảm xúc thôi. Tiếp xúc mà không có cảm xúc có nghĩa là mình không có cảm giác, không có cảm giác được cái đối tượng mà mình, những người mình gặp ở trên đó mình có thể đi được lâu dài hơn á. Cái đó là cái giống như cái cảm giác á. Còn em thì cũng không có tiêu chuẩn gì cao đâu, chỉ cần em cũng không có quan trọng cái việc là đàn ông đã có gia đình chưa, đã có cái gia đình rồi hay chưa thì nó không phải là vấn đề em, nhưng mà em mong là gặp được một người thì trong đó bản lĩnh một chút, có nghĩa là có bản lĩnh, có trách nhiệm, kinh tế nó cũng ổn định. Kinh tế ổn định là chị mong muốn bạn 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 trai là nghề nghiệp như thế nào, và cái mức thu nhập của chị mong muốn của bạn ấy là như thế nào? Có thể là ngang em hoặc là cao hơn em. Chị cho em biết là cái hiện tại bây giờ chị thu nhập được bao nhiêu? Trung bình khoảng 20. 20 triệu. Vậy thì chị mong muốn bạn ấy là sẽ 20 triệu đúng không? Dạ. Hoặc là hơn đúng không? Dạ. Thì chắc là về cái này là phải về kinh doanh này nọ đúng không chị? Không sao hết, làm ngành nghề gì cũng được, không quan trọng. Ok. Rồi, còn ngoại hình thì chị mong muốn bạn ấy như thế nào, đẹp trai, xấu mới? Em thấy không, em không quan trọng ngoại hình lắm đâu. Tại dễ nhìn là được rồi. Thứ nhất, thứ hai nữa là ngoại hình nó không phải là cái vấn đề của em khi đi tìm người, cái người đồng hành với mình. Vậy chị mong muốn chiều cao của bạn ấy như thế nào? Tại vì em khá là thấp nên là chắc chắn là các bạn nam sẽ luôn luôn cao hơn em rồi. Nên chị là cao em bao nhiêu? Em cao 1m50 à. Cao 1m50 nên là 1m60 là chị cũng cảm thấy là nó cao hơn đúng không? Ok. Rồi. Về cái tuổi tác nha, chị mong muốn bạn ấy như, cho em một con số nhất định đi. Lớn hơn em hoặc là lớn em 10 tuổi đổ lại. Lớn hơn 10 tuổi đổ lại là bây giờ 89 đúng không? Nhỏ hơn 1-2 tuổi được không? Nhỏ hơn 1-2 tuổi. Em cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện là mình sẽ tìm một người nhỏ hơn mình thôi. Tại vì cảm giác các bạn nhỏ hơn thì em sợ nó sẽ không đủ chín chắn hơn em. Ok, lớn hơn tuổi chị ha. Rồi, mình còn mong muốn bạn trai như thế nào nữa không nè?
Ông nếu như trường hợp là nếu cảm thấy có một cái profile mà nó phù hợp nhưng mà nhỏ hơn 1-2 tuổi cũng được, không sao nha. Dạ. Rồi chị không thích gì ở bạn trai nữa không? Bạn trai hả? Em không thích người gia trưởng và người thiếu ý chí cầu tiến. Người gia trưởng, bạn trai mà hài hước được thì rất là tốt, có một người bạn trai mà có thể hài hước thì gì đó nó sẽ thu hút được em. Ok rồi. À, đây là một buổi casting thôi, thì có gì là sẽ có một bạn biên tập làm việc với chị sâu hơn ha. Dạ. Nha. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi.